xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Thì mọi người ơi, hiện tại bây giờ thì Quỳnh đang có mặt ở ngoài ruộng và hôm nay cũng là cái video đầu tiên của năm nay khi mà Quỳnh đi thu hoạch ngoài ruộng nha. Và bữa giờ thì là bởi vì Quỳnh bầu cho nên là Quỳnh hả không có ra ngoài đây nhổ cỏ, cho nên ngay mấy cái đường đi là cỏ lên rất là nhiều luôn mọi người, nhìn cái vườn nó chán luôn. Cho nên hôm nay ra chú ý là mình thu hoạch những cái loại rau củ của mình trồng. Tại vì những cái loại rau củ mình trồng hầu như là Quỳnh có bao ni lông á, cho nên nó lạ hả là rau nó mọc ở trong bao ni lông, còn cỏ thì mọc đường đi nha. Cho nên bây giờ mình thu hoạch thôi mọi người, đây quay sơ cái vườn cho mọi người xem nha. Đây từ khúc này là trồng dưa hấu nè mọi người, rồi ớt, bên đây là cà pháo bên đây nha, đây cà pháo bên đây, bên kia là rau muống với đọt bầu. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình đi thu hoạch mớ cà pháo này trước nha. Rồi mình sẽ đi vô đây nha. Đây là cái chỗ mà Quỳnh trồng cà pháo. Hôm nay cà pháo nó lên cũng nhiều lắm nha mọi người. Đây Quỳnh sẽ dịch sơ cho mọi người xem nha. Đó mọi người thấy ở trong không? Quá trời trái luôn. Đã luôn rồi mọi người. Rồi mình sẽ hái nha. Cà pháo năm nay nhà Quỳnh trồng thì gồm có hai loại. Một là cà pháo trắng với lại cà pháo xanh nha. Năm ngoái thì Quỳnh trồng là cà pháo tím, cà pháo trắng tím nó lạnh quá nó lên tím mọi người. Còn cái loại này thì là nó trắng nè. Cái loại này thì bên Việt Nam mình thì chuộng nha. Trời ơi mọi người coi nè mọi người, cái nào trái đấy coi nè, nó bự nè, đó nó bự ghê không. Nó mọc ở ngoài ruộng á, bởi vậy hả nó mọc dưới đất á, cho nên là nó tốt lắm mọi người, nó tốt ơi là tốt luôn á. Cái rễ của nó đó được vươn dài ra cho nên nó lạ hả, nó thỏa sức nó đi, thỏa sức nó đi. Đây, cái nhánh bên này nó bè xuống rồi mọi người coi nè, nó bè xuống mà nó quá trời trái luôn nè. Ủa nó mê cho mọi người. Năm nay á hả là cái cà pháo này á Quỳnh trồng đâu đó là khoảng hơn 10 cây á mọi người, cho nên mình sẽ hái sơ sơ cho cái video nó ngắn lại nha, chứ không nãy dạ trời ơi hái sao đứt cái này luôn rồi mọi người. Nè mới có 1 cây thôi đó mà Quỳnh hái được nhiêu đây rồi nè, đã chưa. Cà này muối sỏi ăn là ngon bá cháy luôn nè. Ở nhà Quỳnh á thì năm nay Quỳnh cũng có trồng nhưng mà nó lên ở trong chậu á mọi người, thì nó không có được tốt như là mình trồng ở ngoài ruộng như thế này, nó không có được nhiều á. Trồng ở ngoài đây thì thôi khỏi nói luôn, bao tốt luôn. Ở ngoài đây thì nó nắng nè, nó nắng cả ngày á, nó không có bị cái gì che á mọi người. Còn ở nhà Quỳnh nó buổi chiều á là nó bị cái cây bông sakura nó che, cho nên nó lạ hả. Nó bị thiếu nắng, còn ngoài đây nó không bị cái gì che hết trơn á, cho nên là hả nó thỏa sức luôn. Quỳnh hái vậy chứ thực ra nó hay bị sót lắm nha. Đó 2 cây thôi đó nha, mới có 2 cây thôi đó mà trái quá trời luôn. Mới có 2 cây thôi nè mọi người, cỏ nó lên quá mọi người không thấy Quỳnh đâu. Bên đây thì là cà pháo xanh nha, đây cà pháo xanh. Có người thì lại thích ăn cà pháo xanh, có người thì lại thích ăn cà pháo trắng. Quỳnh cũng không biết nè mọi người, Quỳnh thấy loại nào nó cũng ngon như nhau. Có người thì nói cái xanh nó giòn hơn cái trắng, có người thì nói cái trắng nó giòn hơn cái xanh. Cái này là tùy theo cảm nhận của mọi người thôi, chứ Quỳnh thấy cái nào cũng như nhau hết chưa. Đây. Nhưng mà hai loại cà năm nay Quỳnh trồng thì xanh hay trắng thì Quỳnh cũng thấy nó sai trái nè. Á, trời ơi Quỳnh kéo đứt bả cây này nè, trời ơi nó té cái cây luôn rồi, trời ơi trời. Chán mà Quỳnh ghê. Kéo quánh đứt bả cái cây luôn rồi. Ây da. Và đây mọi người ơi, sau khi mà Quỳnh hái được mớ cà xanh cũng như cà trắng là nó được nguyên cả một cái rổ như thế này luôn. Quá trời nhiều luôn nè mọi người, nửa rổ luôn.
chỉ có 10 cây thôi nha. Rồi mình sẽ thu hoạch cái mới khác nha. Phía chỗ khúc này á thì là Quỳnh trồng dưa gang, Quỳnh cho nó bò nha. Quỳnh không biết hôm nay là có thu hoạch được mới dưa gang nào không, để mình đi kiếm nha mọi người. Đây 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 đây. Đây. Biết mọi người có thấy không ta? Đây. Đó, trái này là được rồi nè mọi người ơi. Trái này là được rồi nè. Quỳnh hái luôn chứ mọi người biết sao không? Trời mưa là bắt đầu nó sẽ úng trái, cho nên nó dạng vậy là Quỳnh hái luôn. Đây đây mọi người ơi. Ở đây nè, cỏ nó mọc tùm hết. Ở đây Quỳnh được đây, một trái nhỏ này nha. Đó, một trái nhỏ. Thêm ở đây. Đây. Ủa nó còn dính dày quá trời mọi người. Đã chưa? Đó, trái như vậy là mình để vài bữa nữa là nó sẽ nứt ra. Năm ngoái hả Quỳnh để nó chín quá mọi người biết không? Mưa xuống á, nó rụng hết trơn, nó bể trái hết trơn rồi mọi người. Năm nay Quỳnh khôn rồi. Trồng một năm là biết rồi. Rồi. Phía bên đây thì Quỳnh đựng trái. Trời, trái này bự ghê nè mọi người. Đây. Đây. Quá sao bự trái này luôn. Đã quá. Trời ơi, bên đây nguyên một ổ luôn nè. Đây. Quỳnh thấy nó nhiều lắm mà qua đây được hai trái ha. Hai trái này nó chồng lên nhau nè. Ôi ôi, trái này nứt hết rồi mọi người ơi. Thấy không? Trái này là chín lắm luôn rồi nè. Rồi ha. Nó nứt cái vỏ. Trời ơi. Nó thơm. Nó thơm lắm luôn mọi người ơi. Trái này chín rồi nè. Trái này cũng nứt vỏ luôn rồi nè. Trái này nè. Nứt vỏ luôn rồi. Đó. Nứt vỏ luôn. Đã dễ sợ. Bây giờ thì mình sẽ đi mò thử cái có không nha mọi người. Đây 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 đây. Đây, trái này vàng. Quỳnh à. Lấy luôn. Đó, một trái. Đây bên này nữa nè mọi người. Đó. Đây. Đã chưa? Nó mập như con heo. Nó mập như con heo thương dễ sợ. Ú, ngon nha. Trái luôn, gom qua đây. Biết nó có lũi lũi đâu trong đây không đó mọi người. Mình phải dỡ nó ra kiếm. À đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Trời ơi. Nó nằm ở trong cái đống cỏ nè mọi người. Có thấy đâu nè. Đó. Thêm trái này nữa nè. Đã chưa? Còn nữa không? Trời ơi. Đây đây. Ngay chỗ chân Quỳnh luôn nè. Mới vừa đạp lên. Trúng ngay cái cùi luôn. Đây. Đó. Được thêm trái nữa. Đó quá. Và đây mọi người ơi. Đó. Hôm nay là Quỳnh thu hoạch được một mớ dưa gang luôn nè. Quỳnh đếm coi nhiêu trái nha. 2, 4, 6, 8, 10, 11 trái luôn mọi người. 11 trái dưa gang luôn. Quá xá đã luôn nè. Còn mấy trái nhỏ nhỏ thôi mình để lại đi, lần sau mình thu hoạch tiếp để cho anh xảo mình cũng ra cũng thu hoạch đi. Tiếp theo thì Quỳnh sẽ đi vào phía trong đây để Quỳnh thu hoạch. Ở đây là bí dược ngọn nha. Rồi cái ngọn nó lên nó non lắm luôn mọi người, non èo luôn á. Cái mớ bên này á là Quỳnh trồng á, là cái bí dược ngọn này á hầu như là nó lĩa lên cái ngọn thôi nha, chứ nó không có lên trái mọi người. Đó, Quỳnh cắt ngắn ngắn vậy nè là ngon. Ối dì ơi luôn. Đó, vậy nè là ngon thôi rồi luôn. Cái này xào nhất đắp vậy mọi người. Đó. À, cái bí dược ngọn nè là năm nay Quỳnh cũng mới trồng lần đầu tiên nè. Bên kia thì Quỳnh có trồng là cái bí đỏ. Nhưng mà cái bí đỏ đó thì cái ngọn của nó không có nhiều bằng cái này mọi người. Cái này nó mới nhiều nha. Cái này nó mới ngọn nó mới nhiều. Cái bí đỏ kia hả chủ yếu là trồng để mình ăn cho có cho vui vậy chứ cái ngọn đâu có đâu mà ăn. Hơi nó non dễ sợ luôn. Nó lên 2-3 ngọn. Nó vượt nè. Mà cái này nó nhanh lắm nha mọi người. Khoảng một tuần thôi nha là hả nó vượt lên một đống luôn á. Bữa giờ là ông mập cũng ra ông tự ông cắt. Ông tự ông cắt nè. Mùa hè được cái là mình ăn rau đã đời luôn mọi người. Ăn đã. Ăn đã luôn. Cái này mình cắt ngắn ngắn thì mình ăn nó mới ngon nha mọi người. Cắt dài quá mình về mình tước ra
nó cực lắm, nó mới ngon. Mình ăn về là nó đúng lứa luôn. Ông Mộc cũng cắt về nha, nhiều lúc Quỳnh thấy cũng cả bịch luôn rồi. Về xào cho nó cho một chảo luôn. Quá non nè. Non là non. Hôm nay hả Quỳnh cũng thu hoạch hả gọi là bội thu. Đọt bí nha mọi người. Quá trời luôn nè. Đọt bí hôm nay. Mập bên kia nó mập ghê là mập luôn. Quá xa nhiều luôn. Quỳnh bỏ vô luôn. Trong bịch để chút nữa dễ di chuyển về nhà. Cho mập cũng rắm chở về. Ổng hôm nay ổng chở. Ổng chở con Sa đi lên trường đó mọi người. Hộp hành gì không biết nữa. Một đống đột bí siêu ngon. Tiếp theo thì mình sẽ thu hoạch một ít rau muống nha mọi người. Rau muống ở đây thì hôm nay là Quỳnh trồng một dãy vậy nè. Mình thu hoạch hết cái dãy ở đây nha. Bữa giờ không ra thu hoạch đó mọi người. Bởi vậy hả rau muống cộng nào cũng nãy mọi người thấy nó dài nè. Đó nó dài. Nó dài thòn luôn. Nó dài thòn luôn. Quá trời dài luôn. Cỏ bây giờ nó mọc chung. Cỏ bây giờ nó mọc chung với rau muống luôn. Quá trời dài là quá trời dài. Mình cắt hết luôn đây đằng chút nữa mình về cái mình lựa ra sao nha mọi người. Chứ mà giờ còn lựa nữa biết chừng nào xong. Nắng quá mọi người, hôm nay đi ra ngoài đây làm nè. Hồi sáng nghỉ không có nắng. Tại vì hôm nay Quỳnh coi thời tiết á, thấy trời ui. Vậy mà rút cuộc đi ra đây, bây giờ nó nắng quá trời luôn. Thôi tranh thủ mình làm cho nhanh rồi mình về thôi. Chứ ngoài này nắng quá trời nắng. Cỏ mà nó lên ta nói. Nó lên hả? Như rau muống luôn. Công nhận trồng rau muống qua đây thích luôn mọi người. Cộng nào cộng nấy nè, nó mập luôn mọi người. Nó mập thấy mê luôn. Mập thấy đã luôn. Hết chưa? Khúc này hết rồi đó. Nãy giờ Quỳnh đi Quỳnh đạp. Cho nên rau muống nó bị dập lá một mớ hết trơn. Trời. Thôi kệ. Về cái mình tuốt ra. Mình ăn cái cọng cũng được. Một cọng rau muống mà nó chẻ làm ba nhánh. Bởi vậy cọng rau muống nó to. Bởi sao nó không to. Trời ơi coi nè. Một cọng nè mấy người. Trời ơi. Mà nó chẻ khủng khiếp luôn. Quá trời bự. Quá trời to. To khủng khiếp luôn. Rau này hôm nay nó bự quá. Bây giờ chỉ có làm mà. Làm mà. Rau muống bào là ngon nhất rồi mọi người. Nó bự vậy nè. Rau muống bào là siêu ngon thôi. Rau muống bào bây giờ cộng bự mình bào nó nhanh. Mọi người biết hồi nãy Quỳnh ra đây lúc mấy giờ không? Quỳnh đi ra đây lúc 5 giờ sáng. Lúc đó mặt trời nó còn chưa lên nữa đó. Bây giờ thì hả nắng 7 giờ mấy rồi nè. Dạo này mùa hè á, cho nên nó tranh thủ á, một là mình hả thu hoạch lúc sáng sớm, hai là thu hoạch lúc chiều mát các mọi người. Chứ không á nắng dữ lắm chịu không nổi. Bà Quỳnh mà ra trồng rau mà bắt cắt rau như cắt cỏ vậy. Cái này hôm nay là vừa cắt rau vừa cắt cỏ luôn nha. Chút về lựa nè. Ăn cũng mệt mỏi luôn. Bữa giờ mưa, thời tiết thất thường không ra. Ra làm chút xíu cái nó mưa đi về. Bởi vậy cỏ nó lên vượt mặt. Quay xương xương thôi nha mọi người. Quay quá một chút nữa. Vô dài lắm. Hôm nay thì Quỳnh thu hoạch là được khoảng 10 trái là dưa gang. Thêm là một rổ cà xanh với lại là trắng. Bên đây thì là Quỳnh có là đọt bí cũng như là rau muống nha mọi người. Rau muống hôm nay thì Quỳnh thu hoạch ở đây tổng cộng là được 3 bịch nè. Và đây là toàn bộ những cái gì mà nãy giờ Quỳnh với mọi người vừa mới đi thu hoạch được nha.